Đây là một cái khu nhà nằm trên đồi núi các bạn. Quá đẹp nhá. Bây giờ đang trên đường đi lên đồi, lên núi này. Nhà đẹp lắm các bạn. Nhà đây đắt lắm á. Nhà đắt lắm. Nhà căn này mà thành phố Everest thì chỉ khoảng 500-600 ngàn à. Nhưng mà thành phố này thì nó phải khoảng 1 triệu đồng. Tại nó nằm ở trên đồi, trên núi nên nó đắt lắm. Nhà đi tầng nhà triệu đô không à? Nhà khoảng 1 triệu đồng căn như vậy này các bạn. Nhưng mà nếu ở thành phố Everest hay Linwood thì căn này chỉ khoảng 600-700 ngàn. 600 ngàn, 700 ngàn. Đẹp quá. Nhìn thấy cái nhà đá, đá thật luôn kìa. Đang đi lên trên đồi núi này các bạn thấy không? Lên dốc dữ không? Dốc dữ lắm. Quay em bên đi, đừng cứ quay lại. Quay em bên. Đấy, quay chỗ này. Nhà nào? Ui, cỏ đẹp quá. Cỏ này cỏ xanh biếc luôn. Cỏ này với chồng, họ chồng rồi họ thuê họ dưới bón phân trong hàng năm cũng như vậy. Không. Còn lên đồi thôi. Nhà mà trên núi với nhà rất là đắt các bạn. Hai cái loại nhà mà đắt nhất á trên nước Mỹ này đó là nhà trên đồi với lại là nhà trên đồi trên núi, nhà độc thân của mình. Với Việt Nam độc đắt. Ừ, Việt Nam cũng vậy. Việt Nam nhà nhà đây đắt hơn, nhà đây 1 triệu đô. Nhà 1 triệu đô không. Vẫn đang xây, họ vẫn đang xây nhà mới chứ không phải là xây xong này, căn nhà này đang xây này. À, đó. Nhà này mọi đang xây. Đang xây. Chưa xây xong. Không. Thì cái garage cái thôi của họ cũng được một tổ trang ba garage, ba cái xe hơi đậu đấy, còn mấy miếng đất ở đây gần xây cái này thấy chưa, chỗ này là nó xây tiếp tục trên, đi lễ chứ lễ trên rồi này, đúng rồi, toàn xây trên đồi trên núi không. Mấy căn này hoàn toàn mới xây hết này. Mới tinh à, tinh tang luôn toàn mới xây hết này, nên mới dễ cả chục cái căn này là toàn là mới xây không, không có cái căn nào cũ. Căn mãi tới chợ ở dưới kia là cũ này, căn cái màu khác hẳn mấy cái căn này, thấy không? Nó căn một nâu đó, đó cũ này. Căn này mới, bởi vì có người ta ở hết rồi. Giờ là cứ nhà là như bách như tôm tươi ra một phát là có người mua, ra một cái là có người mua. Trong vòng 5 ngày là bán liền. Có rất là nhiều nhà trong vòng 5 ngày bán. Không thể nào tưởng tượng nổi. Cái bà mà trong công ty con á, bà kể con cái nhà bà thấy không? Cái này nó block đường mà. Bà kể nhà bà trong vòng 5 ngày bà sold luôn, closing tất cả mọi thứ luôn. Hồi xưa mà closing là phải mấy tuần. Bà closing thì trong vòng 5 ngày là closing bán sạch luôn. Rồi bà mua căn mới cũng y chang vậy luôn. Mua về bán rất là nhanh bây giờ. Tại vì nhu cầu thì nhiều mà cung cấp thì ít. Cung cấp ít quá. Nên người ta cứ đi vòng, người ta hỏi lại mua nhà đó. Người mà họ cái người mà phát tờ rơi ấy, phát tờ rơi họ đến mua nhà người ta không hẳn. Cứ gửi thơ đến nhà mình rồi hỏi có bán nhà không để mua. Đây, từ trên đồi đi xuống dưới dốc này các bạn. Đẹp không? Mấy cái nhà này là toàn là những cái người mà ở hàng trên mấy cái tech company như Google, Amazon rồi Facebook, mấy người mà làm cho tech company không á, họ sẽ mua mấy căn nhà chỗ này cho họ đấy. Đại đa số ở đây toàn là làm cho Amazon và Microsoft không hả? Cái nhà trong này đẹp quá này. Kỹ sư Google cũng là có tiền bán nữa. Nhưng mà nhà này cũ hả? Người chắc xây lâu rồi. Okay.
ta xin coi thêm cả nhà nó cho tôi vô như tôi coi tiếp nha. Khu nhà đây toàn cái nhà đẹp không à? Tuyệt vời lắm. Em sợ nhà chắc cũ lắm rồi, nó có dây cây thông cao chưa? Cái tấm kiện mà trồng cao. Nhà này là cũ rồi. Năm chín mấy rồi. Nhà này cũ lắm. No, nó có già dễ như vậy không? À, quên. Một ngàn xây cứ cùng thời với nhà mình. Thời 2000 mấy? 2005. Khoảng 2005 đấy. Nó cái kiểu này này. 905 trời. 905 thì mới. Nhà xưa lắm rồi. Nhà này mới, nhà mới mẹ lộn. Nhà này là có skylight đẹp. Wow, mấy cái nhà này là có skylight. Tôi có thích những nhà có skylight mấy nhà này. Tiếc là nó nhà khu. Nhiều quá. Nhà khu phải không? Nhà luôn. Đang trên đồi núi không? Hai khu khác nhau, khu này khác cái khu vừa rồi. Nhà này mới là tại vì cái thùng thơ nó không phải là một thùng thơ mà nó là tập một cái thùng thơ tập thể nhiều thùng thơ. Cho nên em biết là nhà cũng khá mới đó, chưa phải cũ đâu mà. Nhà xây kiểu này em biết là mới rồi. Nhà này tầm là 700-800 ngàn trở lên, mà thường thường là triệu chứ không phải 700-800 ngàn đâu. Triệu không có con hết. Bây giờ 700-800 ngàn là chỉ là mấy cái condo thôi này. Còn nhà đây là tầm nhà triệu không à? Con tìm nhà ở cái vùng này con thấy toàn là nhà triệu đô không à? Có nhà lên 2-3 triệu đô mà nhìn cái căn rất là bình thường. Không có gì đặc biệt như mấy căn này thôi nè. Đó. Vậy mà nhà 1 triệu đô trở lên không á. Con nhà này có gạch nữa này mà. Gạch chắc đắt tiền lắm nè. Nhà nào mà xây gạch rất là đắt tiền. Nửa gạch nửa không gạch. Này tại vì nó đắt là bởi vì nó nằm ở trong một cái thành phố yên tĩnh. Không có nạn trộm cướp, không hút sách gì kèm ma túy. Ở đây toàn người giàu không à. Và toàn là những người có lợi tức cao. Với lại nó đắp, phần thứ hai nó đắp nữa là nó nằm ở trên núi. Đồi núi thành ra là yên tĩnh, không khí nó trong lành đó. Không khí trong lành. À, các bạn thấy cái đồi bên kia nhà, chúng nhà mấy cái nhà này toàn nhà trên đồi như vậy không? Không khí trong lành, nhà trong đồi, trong núi nên là không khí rất là mát mẻ trong lành này. Rồi nó nằm trong cái khu yên tĩnh nữa. Đó là yên tĩnh. Cái này là không có sợ trộm cắp. Cho nên là coi như nhà đây nó đắt là vậy. Chứ còn thấy cái kiến trúc của nó cũng giống như là cái cách bài trí bên ngoài bên trong thấy cũng thường không có gì cả. Nhưng mà nhà đắt là vì những lý do đó. Nhà này ở thành phố Linwood với Everest thì chỉ 500-600 ngàn. Đây đang sale đây này, sold rồi nè. Xin đi 2 mà. Bán thôi mà đã, cái nhà này cũ á nhỉ. Bán thừa nó cũng đã thế mà đắt đấy, nhưng mà nhà cũ mà rẻ đâu. Mẹ muốn mua nhà cũ rẻ thì mẹ phải mua 1900 mấy hay là dưới 1978 trở xuống thì mẹ mới có thể mua được nhà rẻ, cũ mà rẻ. Còn không nó đắt lắm. Con đường này yên tĩnh quá ha. Tĩnh quá, lâu lâu mới có một chiếc xe chạy qua. Nhà cửa thì rất là thưa thớt, cách nhà xa nhau, nhà nào cũng có vườn hết. Đẹp quá. Tiếp tục cái khu này nha. Đô này thì xa hơn, xa thành phố đắt. Tại vì nó quá là yên tĩnh, khang trang sạch sẽ. Cái thành phố này phải nói là rất khang trang sạch sẽ, từ cái thư viện cho đến cái đường phố, cho đến cái chợ búa rồi đầy đủ, không một cái không thấy bình một tí nào hết. Sạch kinh khủng là sạch. Thế nên mới đắt. Bởi vậy cây xanh nó bao trùm hết không? Cây xanh lúc nào cũng đầy hết ngoài đường, ngoài vườn, ngoài công viên. Nên là không khí rất là mát mẻ. Này khu resort à. Một cái khu resort. Resort cũng làm đẹp.
căn nhà nó móc hết rồi. Căn nhà mà không sửa sang lại là coi như là nó hư nhà luôn. Thấy căn nhà đó không? Đúng rồi. Thấy cũ lắm à. Xong sửa có rêu phong à? Không, rêu à. Ngõ bị nứt hết, sơn nứt hết. Nhà đó là không biết thích khe nhà rồi nè. Không thích khe nhà như vậy thì sửa sang cái nhà là chết luôn chứ. Cái mặt không? Không. Phải mình phải dọn mái nhà của mình rồi sơn lại gỗ chứ không có để như vậy được. Thì khi nó làm bằng vinyl như nhà mình là bằng vinyl đó, thì không có sợ. Còn những cái nhà mà không làm bằng vinyl thì phải sơn lại. Nó ốp vinyl bên ngoài, bên trong là gỗ. Cái lớp vinyl metal vinyl thì nó pha trộn đó giữa kim loại với lại một cái chất vinyl gì. Mình chỉ cần rửa hàng năm á, cho thật sạch đi. Thì là không cần phải sơn gì hết. Tại mỗi lần mình rửa là nó sạch bóng hết rồi. Ừ. Yên tĩnh quá. Toàn là nhà đắt tiền không, khu yên tĩnh lắm. Thì nãy giờ chưa hết cái khu này lớn quá, khu quá là lớn. Đồi núi nó phải dốc. Không gần trên đồi núi. Đồi núi thì nó cứ thế trên cao, nó cứ xuống thấp. Seattle cũng thế mà. Renton cũng thế, Kent cũng thế. Những cái thành phố nào cũng vậy hết. Này mình thấy có trẻ con nó chơi ngoài đường chút. Cái này quá đẹp. Rành đường là lạc dễ dàng luôn đó. Vòng thấy nó cứ chạy xoay tròn không à. Không thấy có đường ra. Khu đề xác có cái thùng thơ ngay bên ngoài luôn. Mỗi lần lấy thơ mình xa mà. Xuống ra đường ta phi quên. Wow, đầu đường này rộng quá nè. Thanh thang luôn. Đường này đậu hai xe bên đường còn đầy chỗ rồi để mình đợi xe tiếp. Triệu đô đúng không? Nhà này triệu đô đúng không? Những thông tin bất trẻ luôn. Nhà chỗ này quá đẹp. Cái thằng mà thằng người Indo mà nó bạn con nghĩ là nhà đó bây giờ cũng là triệu đô rồi đó. Chứ không phải không đâu mà. Ở Linwood mà ở những căn nhà 3 garage như vậy chắc bây giờ cũng là chắc cũng triệu đô rồi quá. Không triệu đô phải 800-900 ngàn rồi. Thấy không? Thế hồi đó chắc mình mua rẻ. Mình mua được 4-500 ngàn rồi. Đúng không? Cái kia 10-15, mười mấy năm thì chỉ 4-500 ngàn thôi. Kiến trúc của mấy căn nhà này đẹp ha. Trên đồi thấy không? Nhà mình càng đi lên là càng lên trên đồi. Và xuống
sợ. Này không biết nó lấy cái thang cái gì mà cắt đẹp không? Bằng phẳng hết rồi thấy không? Ừ, chứ cái này giống như nó là một cái mê cung vậy. Rộng lớn quá thì mất là rộng lớn. Thấy không? Giật trời cái đi ngắm nhà vậy. Khá thích Halloween mà chắc cái người mà thích đi Halloween chơi dẫn con ra Halloween á. Mà trời mà đẹp như vậy là họ sẽ dẫn con họ vào mấy cái khu như thế này nè. Nhiều kẹo ngon không? Thấy không? Cái công viên rất là đẹp á. Thôi chào các bạn nhé. Video đến đây cũng khá dài rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp nhé. Bye các bạn. Bye các bạn. Chào các bạn, mình là Ân. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nhé. Nếu các bạn muốn xem video của mình ra về sau này, mong các bạn nhấn nút subscribe ở dưới, nút màu đỏ đó các bạn. Tạm biệt các bạn.